Chào mọi người, bây giờ lại tiếp tục giới thiệu cho người một cái dòng mà súng bắn đinh dùng hơi của hãng DSA có mã là AT50DC. Cái dòng này bắn đinh chỉ anh em á, bắn đinh chỉ dùng bắn gỗ á. Đó, thì nó bắn đinh được tối đa luôn là được 5 5 phân nha, 5 phân. Rồi. Đấy, thông số của nó đây. Rồi, nó chỉ có vậy thôi nha anh em. Bắn đinh 5 phân thôi, cái áp làm việc của nó khoảng 83 nha. Rồi. Thì đây, trong cái máy này gồm chúng ta là một cái thẻ sử dụng thẻ bảo hành ha. Thẻ bảo hành này bảo hành được 6 tháng nha anh em. Một cái bình dầu nha, chúng ta xài chúng ta bỏ dầu vô ha. Lâu lâu chúng ta bỏ dầu chứ không phải bỏ liên tục nha. Ta châm dầu vô trong hơi nè ha, cho nó bôi trơn anh em. Chứ không phải là ta bỏ liên tục ha. Thực sự máy nó chỉ có cây súng đinh vậy thôi nha anh em, không có gì hơn đó. Giá bên cửa hàng mình đang bán con này là 690 ngàn. 690 ngàn giảm cho anh em 5% ha. Còn lại là 655 ngàn nha anh em. 655 ngàn cho cái súng bắn đinh này ha. Thì mình bỏ đinh kích thước được tối đa luôn ha. Đây. Tối đa luôn là được 5 phân. Ha, 5 phân đó đinh chỉ nha, không bắn được bê tông. Anh em lưu ý ha, dòng này không bắn được bê tông. Đó. Nè, chỉ là đinh tối đa luôn là được 50 ha. Cái đường kính của đinh nó từ 1 ly 6 đến ly 4. Ha, nó ly 6 đến ly 4 nha anh em. Rồi vậy thôi, có khóa an toàn, ấn xuống vậy anh em mới mở được khóa an toàn nha. Còn bình thường vậy mình ta không có bóp được, nó khóa an toàn lại rồi ha. Đó. Vậy thôi. Hàng của DSA làm rất là chất lượng luôn, tay cầm cao su của anh em cầm rất là mềm nè. Ha, đó. Mềm. Ha, đẹp. Rất là chất lượng luôn anh em, ha, xịn. Trong cái dòng thì mình cầm thấy dòng DSA thấy cái hàng Trung Quốc là hàng xịn đó nè. Nha. Cầm qua những cái dòng khác cũng vậy ha, mình thấy dòng DSA là ok nhất. Đó, thôi, bây giờ mình sẽ bỏ đinh, bỏ hơi cho mình test thử ha. Ở đây mình dùng thử đinh 3 phân ha. Mình lấy mấy đinh nhỏ nhỏ mình nè. Anh em đinh 3 phân mình bắn thử. Dán thì coi dán còn không đây. Đây, mình sẽ bắn ở đây anh em ha. Giờ mình sử dụng hơi á, là chỉ có cái giống bình hơi này là hơi của hãng Minbao anh em. À, đây, mini hãng Minbao á. À, áp 8 kg thôi. Ha. À, rồi. Bỏ đinh vô nè. À, nhỏ vậy thôi, đó. À, để vậy anh em ha, cái đinh vô. Rồi. Đóng lại. Xong rồi ha. Và nó bắn thôi. Đây. Trời ơi nó lút kính luôn. Mạnh quá trời, lúc giấu trong luôn nha anh em. Cái này bắn là có dấu rồi đó, này bắn là phải có dấu rồi đó, nhưng mình thấy là không dấu là không. Lúc chỉ đây luôn rồi nè, à, nó lòi ra luôn nè anh em ha. Đây anh em thấy nè, thấy không? Cái hơi nó đẩy không mà nó mạnh đến nỗi mà nó muốn đẩy cái cam luôn anh em. Thấy chưa? Đó. Rất là mạnh. Nha. Thì ở đây cái này là nó dùng để ví dụ anh em cần làm những cái kệ cái gì đó ha, chúng ta cần bắn đinh nó mạnh thì chúng ta dùng cái kinh này, này rất là mạnh luôn nha. Áp này nó mạnh lắm. Rất là mạnh luôn. Đó. Nên anh em không phải sợ gì hết, bắn rất là thoải mái. Rồi, phá đinh. Anh em thấy một cái bình hơi nhỏ xíu thôi à, của mình bao á, cái bình hơi mình bao nhỏ xíu thôi bắn như vậy anh em. Em bắn thoải mái luôn, nó mạnh lắm. Nếu coi vậy chứ bình hơi nó mạnh lắm ha. Rồi ok ha. Đó. 690 giảm cho anh em 5% nha. Anh em đang có nhu cầu thì tranh thủ qua hàng lấy ha. Giá giảm áp dụng trong cái tháng này thôi anh em. Nha, áp dụng trong cái tháng 10 này thôi nha.
Đó. Còn là 655 ngàn nha anh em, 655 ngàn. Đó, 655 ngàn cho cái máy bắn đinh của hãng DSA. Rất là xịn luôn nha, mình thấy này nó cầm đã lắm ha. Đã, rất đã luôn. Rồi ok ha, anh em có nhu cầu thì qua cái hàng lấy. Cảm ơn ha, xin chào, hẹn gặp lại.